Đồ nhà Thanh Huyền xin được kính chào tất cả các bác. Hôm nay Đồ nhà Thanh Huyền giới thiệu cho các bác một cái em nồi cơm Panasonic với dung tích là 1,8 lít các bác nhé. Tết là thời điểm chúng ta quây quần bên người thân và gia đình, nên là cái dung tích lớn như thế này thoải mái cho 7 đến 8 người ăn thoải mái các bác nhé. Đó, phía mã là SR gạch ngang HA182. Công suất là 1.400W các bác ạ. Với công suất này chúng ta nên cắm qua cái đổi nguồn tối thiểu là 1.000 xin lỗi, tối thiểu là 2.000V trở lên thì nồi sẽ nấu cơm ngon nhất ở các chế độ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xem cái em này thì với cái model này thì có những cái chế độ nấu như thế nào. Chế độ nấu thì rất là đa dạng, có cái chế độ gì nấu sôi, nấu nhanh, nấu lượng ít để nấu mềm, nấu cháo hay nấu gạo lứt đều ok luôn các bác ạ. Hâm ủ cơm. Và đồ nhà Thanh Huyền thì đã dán dích tiếng Việt rồi. Đó, sau khi cắm điện thì nồi mặc định ở chế độ nấu tiết kiệm điện. Chúng ta sẽ ấn menu về cái chế độ nấu thường. Xin lỗi, vừa đi qua xong vừa có cả. Tuy là 1 lít 8 nhưng mà nhiều khi chúng ta nấu ít cơm thì chúng ta có thể chọn sang là chế độ xả leng, là chế độ nấu ít này. Đấy, và cái thứ ba này là để nấu ít. Còn cái thứ hai này là chế độ nấu đó, chúng ta ấn nút nấu thì khoảng 56 phút sau, gọi cho là 1 tiếng sau thì nồi sẽ nấu xong thôi. Ok đúng không ạ? Tắt đi này. Ủ này, đó, có đèn ủ ở đây. Tắt. Rồi, có cả chế độ gạo lứt, nấu cháo nữa. Chúng ta cùng nhau đi vào xem bên trong. Ở đây có cái vết bụi này. Xong của em nó đây. Xong khá nặng tay các bác nhé. Bên ngoài là màu vàng đồng này. Ta khuấy lì thùng chin. Vàng đồng. Gì đấy đây. Rồi, nắp răng. Và với em này dung tích 1 lít 8, bảo hành 6 tháng, hỗ trợ chọn đời sau bảo hành. Thì giá bao nhiêu? Giá của em đó là chỉ với là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng mà chúng ta sở hữu ngay một cái em nồi 1 lít 8 các bác nhé. Và bác nào muốn mua giá không bảo hành cũng có thể liên hệ với Đồ nhà Thanh Huyền qua số điện thoại 0936811346 hoặc 0901218555 để có thể được gửi ảnh chi tiết của em nó cũng như là báo giá không bảo hành cho các bác. Giá 2 triệu. Ưu tiên bác nào chuyển khoản hết 100% trước khi đóng hàng gửi đi thì sẽ được bao ship toàn quốc. Và bây giờ đang sắp tới Tết Nguyên đán rồi, Đồ Nhật đang Thanh Huyền đang có chương trình tri ân đối với tất cả các khách hàng mua tổng giá trị sản phẩm mỗi đơn hàng trên 2 triệu là sẽ được tặng kèm với một cái muôi cơm của Nhật Bản các bác nhé. Vâng, và video thì xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.